mình hái mình ăn. Mình lấy cái cây này mình bỏ nha, đây nè. Đây mình nhổ lên cho cả nhà xem này. Ủa sao nó lại nhỏ vậy ta? Ủa giống mấy cái củ nó bị đẹp đó cả nhà. Đây nè, để mình qua mình tìm mấy cái bụi to hơn. Mình biết làm sao mà cái củ nó nhỏ, tại vì ba mình không có bỏ phân. Không có bỏ phân cho nên những cái củ cải nó cỡ này thôi. Củ cải nó cỡ này thôi. Thì bây giờ mình hái cũng được rồi. Một ít rồi, vài củ thôi. Mình vô mình làm gỏi là ăn là vừa, tại vì thấy như vậy á mà mình bào ra nó nhiều lắm. Đây. Đã chưa? Bốn củ nè mọi người. Đây. Thì cải này á thì mình rửa cái vỏ bên ngoài để cho nó sạch đi rồi sau đó là mình sẽ gọt ra. Cái này thì đơn giản mà. Nói chung thì làm cái này á ai mà xem được thì cả nhà mình biết thêm một cái món ăn trong gia đình. Còn nếu mà biết rồi thì xem cho vui nha, xem ủng hộ cho vui nha. Cái lá này thì mình cho cá cho nó ăn ở dưới ao á. Rửa sạch được rồi mình bào.